Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm hai vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Đây là phiên tòa đầu tiên được xét xử theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh và trại tạm giam Công an tỉnh. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xét hỏi bị cáo qua hệ thống camera kết nối trực tuyến giữa hai điểm cầu. Hình ảnh âm thanh rõ ràng, không khác biệt so với bị cáo có mặt trực tiếp. Theo cáo trạng, ngày 18 tháng 6 năm 2022, bị cáo Lò Văn Nhất, trú ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, bị bắt quả tang khi đang đi bán 0,805 gam heroin tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Vụ thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022, khám xét nơi ở của bị cáo Nguyễn Hữu Đường tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, cơ quan công an thu giữ 0,567 gam heroin. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Đường 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Nhất 2 năm 3 tháng tù. Theo nghị quyết số 33 của Quốc hội khóa 15, Tòa án Nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tiếp để xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự hành chính có tình tiết tính chất đơn giản, có tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng. Trong thời gian tới, phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến sẽ được tổ chức tại Tòa án Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.